kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, những thông tin được đăng tải trên trang dinhdiu.vn, vnexpress net vov.vn và nhân dân.vn. Tin thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 11 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 13 đến 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 26 đến 29 độ C, Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dòng vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dòng có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Triển lãm cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử. Theo thông tin từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, ngày 14 tháng 12 tới, tại Trung tâm sẽ diễn ra triển lãm mang tên Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử. Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia y phối hợp với Viện viễn Đông Bắc Cổ Pháp tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Pháp tổ chức. Triển lãm sẽ giới thiệu tới đông đảo công chúng hơn 100 bản vẽ, tài liệu lưu trữ và hình ảnh về cây cầu từ năm 1898 đến năm 1975, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi, Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các bức tranh, ảnh và hiện vật của các nhiếp ảnh gia, các cá nhân trong và ngoài nước, những đóng góp của cá nhân trong cộng đồng góp phần vẽ lên một bức tranh đa sắc về cây cầu cho đến ngày nay, phát quy mô hình chợ 4.0. Thành phố Cần Thơ vừa triển khai mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả mô hình này, cần thêm sự quan tâm chung tay giữa cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, việc triển khai mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện đúng theo chủ trương của chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế, giúp giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt lưu thông. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đối mặt không ít khó khăn. Thí dụ, thu nhập của người dân đồng bằng sông Cửu Long tương đối thấp, tâm lý sử dụng tiền mặt để chi trả, thanh toán đã thành thói quen Bà Nguyễn Minh Thu Thủy, Trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, việc thay đổi tập quán sử dụng tiền mặt của người dân cần thời gian phải thực hiện từng bước. Dù ở Cần Thơ thu nhập trung bình cao hơn các địa phương khác trong vùng, nhưng tại các quận, huyện vẫn khó thuyết phục người dân sử dụng phương thức thanh toán số. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Tân Tổng thống Peru bổ nhiệm nội các mới. Ngày 10 tháng 12, tên Tổng thống Peru Dina Boluarte đã công bố thành phần nội các mới sau khi nhậm chức thay thế ông Pedro Castillo, người bị quốc hội bỏ phiếu phế trước vì đang bị tạm giam với cáo buộc nổi dậy và vi hiến. Trong buổi lễ chính thức diễn ra tại dinh Tổng thống, bà Boluarte đã chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Angulo Arana và 17 bộ trưởng trong nội các mới, trong đó có 8 người là phụ nữ. Đáng chú ý, thành phần nội các mới không có bất kỳ bộ trưởng nào đã từng có mặt trong nội các của cựu Tổng thống Castillo. Phần lớn thành viên nội các mới của Peru là những người có bề dày kinh nghiệm chuyên môn chứ không thực sự nổi bật trong quan hệ chính trị. Thủ tướng Đức muốn duy trì đối thoại với Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 10 tháng 12 cho biết, ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra các giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Liên quan tới vấn đề năng lượng, Thủ tướng Olaf Scholz cho hay dù không có bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với lĩnh vực khí đốt sòng Moscow đã dừng chuyển cho Berlin, một phần liên quan tới các sự cố trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Đức được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow đang dần mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây và điều này khiến triển vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine trở nên xa vời. Mỹ kêu gọi bổ sung Liên minh châu Phi vào nhóm G20. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9 tháng 12 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kêu gọi đưa Liên minh châu Phi, ao vào nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. G20 nhằm trao cơ hội cho các quốc gia ở châu Phi tham gia sâu hơn vào nhiều vấn đề chung toàn cầu. Dự kiến Tổng thống Biden sẽ đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington từ ngày 13 đến 15 tháng 12. Ông Kirby cho biết Mỹ mong muốn châu Phi có nhiều tiếng nói hơn trong các cuộc đối thoại quốc tế. Hiện trong G20 chỉ có một nước châu Phi duy nhất là Nam Phi, trong khi AU có tới 55 quốc gia thành viên. Thưa quý vị, Nguyễn Tiến Mạnh hay còn được gọi với tên Mạnh Nguyễn cho biết mỗi ngày anh đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy xe khắp các con phố ở Hà Nội để cắt tóc miễn phí cho người nghèo, người vô gia cư. Vừa làm, Mạnh vừa đầu tư học nghề cắt tóc, dần dần học thêm được cách buôn bán bắt đầu bằng số vốn ít ỏi. Sau khi tích lũy được một số tiền, năm 2017, anh quyết định mở cửa hàng kinh doanh phụ kiện tóc. Nhờ kiên trì và nhảy bén với thị trường nên sự nghiệp nhanh chóng phát triển. Giờ đây, khi đã có một chút thành công nhỏ cho riêng mình, Mạnh muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư, bắt đầu bằng những hành động nhỏ như các tóc miễn phí nghề nghiệp đã đưa Mạnh đến thành công ngày hôm nay. Đặc biệt, Mạnh luôn hỏi họ có ước mơ gì muốn trở thành hiện thực, anh sẽ giúp họ khắc quả ước mơ lên đầu hoặc thông qua các kiểu tóc. Đa phần mọi người lắc đầu vì thấy khá ngại ngùng, không dám để tóc quá đặc biệt, nhưng cũng có những người lại tỏ ra thích thú, hào hứng có anh thanh niên chuyên đi bán hàng trong có ước mơ nhiều tiền. Mạnh khắc quả đồng tiền 500.000 Việt Nam đồng lên tóc, có anh lái xe lại ước mơ trở thành siêu tài xế. Cũng theo anh Mạnh, mỗi ngày anh cắt tóc cho 3 đến 4 trường hợp là những cụ già neo đơn, công nhân lao động, kèm theo những phân quà tặng như bánh, sữa. Riêng những hoàn cảnh khó khăn bị bệnh, anh sẽ hỗ trợ tiền mặt từ 1 đến 3 triệu đồng. Ngoài việc dùng chính thời gian, công sức và tay nghề của mình để làm thiện nguyện, kinh phí duy trì các hoạt động này được mạnh trích từ lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình. Thưa quý vị, thung lũng súng là nằm trên quốc lộ 4C, cách huyện Đồng Văn 20 km và cách thành phố Hà Giang 127 km. Súng là theo tiếng của người dân tộc có nghĩa là ốc đảo. Đây là một trong những địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất của Hà Giang. Để đến súng là, du khách di chuyển từ Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba phó bản là điểm cao và đẹp nhất để ngắm toàn cảnh súng là. Từ trên cao nhìn xuống, súng là nằm yên bình giữa những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô sẫm màu, đang xen là những ngôi nhà trên tường độc đáo với phần mái đã ngã màu theo thời gian mùa đẹp nhất để đến với Sủng là là mùa xuân và cuối thu. Khi mùa xuân đến, mảnh đất này tràn đầy sức sống với những vạt hoa nở khắp thung lũng, xua tan không khí lạnh lẽo và khô cằn của cao nguyên đá. Sủng là rực rỡ sắc màu với sắc trắng của hoa mận, hoa lê hay sắc hồng phớt kiêu kỳ của đào rừng, hay với sắc tím của hoa tam giác mạch vào vụ tháng 10 đến tháng 11 sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm được hòa mình giữa thiên nhiên thơ mộng và bình dị. Đến với Sủng là, du khách đừng quên tham quan làng lũng cẩm nơi sinh sống của khoảng 60 hộ dân thuộc các dân tộc khác nhau như Mông, Lô Lô, thăm ngôi nhà nổi tiếng trong phim truyện của Bao. Du khách hãy thử thưởng thức bát mèm mén hay ăn chiếc bánh ngô bình dị và nếm chút ruộng ngô cay cay đầu lưỡi khi đến với mảnh đất này. Thung lũng sủng là xứng đáng là một địa điểm hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua trong hành trình khám phá miền đất Hà Giang để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, hùng vĩ và tìm hiểu nét đẹp văn hóa nơi đây. Thưa quý vị, Cascade do lai nâu suối nước nóng xanh ngọc lam nước được tạo ra từ dòng chảy dưới lòng đất, xuyên qua các cánh đồng, với thiết kế đặc biệt tựa như những thửa ruộng bậc thang với từng tầng là từng hồ nước. Suối nước nóng Cascade Domulano có nghĩa đen là thác nước miêu ở sát ở Ý giống như một địa điểm siêu thực hoàn hảo, thác nước ầm ầm, những hồ nước trắng xóa, bầu trời màu hồng và thiên nhiên chỉ có hai màu xanh và nâu. Lưu vực lớn phía trên thác nước mang đến một bầu không khí đẹp như mơ, được đặc biệt thú vị vào buổi tối. Tham quan các hồ bơi là miễn phí trong suốt cả năm. Đừng ngại lặng ngay cả trong mùa đông lạnh giá, bạn sẽ không cảm thấy lạnh và bạn chắc chắn sẽ được thưởng thức một cảnh quan thiên nhiên hoàn hảo như tranh vẽ. Đối với những người thích sự thoải mái, cũng có một số khu nghỉ mát nhiệt. Thời điểm lý tưởng nhất để tận hưởng hồ nước nóng là khi mặt trời mọc và khi mặt trời lặn. Khi mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua rừng cây và chiếu xuống mặt nước, không khí ấm hơn và hồ nước trắng thay đổi thành màu ngọc lam cực quyền ảo. Và khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời ngã sang màu cam, màu nước sẽ biến thành màu xanh lục. Sự chuyển màu này khiến cho hồ nước nóng đẹp hơn gấp trăm lần. quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.